rất tốt đến từ Kiệt. Lại là phòng thủ tốt. Quá hay, một pha đứng gần bàn ôm đờ mi hai bên của phòng thủ hỏng rồi. Đấm trái tốt quá. Ta bắt đầu. Tom. Flick vào hạ. Phòng thủ tốt. Phòng thủ hỏng rồi. Lần này là đến lượt Kiệt chủ động. Năm đều rồi. Flick tốt. Nghe rồi. Tiếp tục là Flick ăn điểm. Hay quá. Tiếp tục là Flick. Giật xoáy cực kỳ nha. Em cho anh Hero sót cá. Giật lại hỏng mất rồi. Lại là một pha giật hỏng. Thưa anh Trịnh Hòa Bình, giải này thi đấu ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức ở Hà Nội. Sáng nay đội tuyển nghỉ tập hết hay sao? Anh em kéo nhau vào xem đông thế. Lại là giật trái dọc dây tốt đến từ đều không được thi đấu ạ. Phòng thủ tốt. Giật hỏng rồi. Kết thúc có Hùng Anh, Bư và Anh Quân Yên Bái, cho nên là 1-0. Phi giải đối giật đến từ Hùng Anh. Một pha đu đu. Né rất dọc dây.
Phi dài xoay. Né giật lại tốt. May mắn. Giật trái cực nhẹ. Y hệt pha bóng trước. Là giao ngắn phải và giật trái đường thẳng ăn điểm.